Chúc các bác quay trở lại kênh YouTube của TechZ Official. Ngày hôm nay thì em sẽ có một clip review rất nhanh một chiếc máy giặt 9 cân cửa ngang dòng Inverter có giá dưới 8 triệu các bác nhé. Một trong những chiếc máy giặt được rất nhiều khách hàng lựa chọn mua trong cái thời điểm khuyến mại này của bên em. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe đăng ký cho TechZ để theo dõi những clip review đánh giá các dòng tủ lạnh máy giặt đang bán trên thị trường hiện tại các bác nhé. Cảm ơn các bác. Trên thị trường thì có rất là nhiều những cái dòng máy giặt cửa ngang khác nhau, giá thành cũng tùy thương hiệu, tính năng cũng như thiết kế thì nó sẽ có sự chênh lệch rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một dòng máy giặt cửa ngang của hãng Samsung, số lượng cân giặt là 9 cân và cái giá thành chỉ đang bán là 7.890.000 thôi. Một trong những chiếc máy giặt cửa ngang có giá tốt nhất thời điểm tháng 3 năm 2020 các bác nhé. Cái mã hàng ngày hôm nay em giới thiệu với các bác là con 90G54E0BW, một trong những chiếc máy giặt cửa ngang Inverter là dòng tiết kiệm điện các bác nhé. Đây, cái khái niệm Digital Inverter Technology chính là cái dòng máy giặt cửa ngang có chức năng tiết kiệm điện nước. Con này thì có một số cái tính năng vượt trội các bác cần biết. Khối lượng giặt 9 cân, tốc độ vòng vắt đến 1.400 vòng trên phút, có giặt nước nóng, có công nghệ EcoBubble. EcoBubble là cái công nghệ riêng mà Samsung phát triển cho dòng máy giặt cửa ngang, có cái tác dụng hòa tan các cái chất rửa, chất bột giặt cũng như nước rửa, nước giặt để làm sao thấm sâu vào quần áo, giúp cho cái quá trình giặt giũ của các bác nó sẽ quần áo nó sẽ sạch hơn. Mã hàng này thì là một trong những cái mã hàng bảo hành chính hãng 25. Con này thì có công suất tiêu thụ cực đại đến 2.100W. Như các bác đang nhìn đây, nó có bảng điều khiển rất là hiện đại, có hệ thống các cái chương trình giặt. Như các bác nhìn này, có giặt nhanh 15 phút, giặt hàng ngày, giặt siêu tiết kiệm, đồ túi màu, đồ len, đồ trẻ em, giặt chăn ga. Đây, các bác nhìn, có rất là nhiều những cái chương trình giặt khác nhau. Tất cả những cái chương trình giặt thì đều được thể hiện bằng tiếng Việt, song song là chú thích là tiếng Anh ở bên dưới. Khi mà các bác cắm điện lên thì nó sẽ có các cái điểm sáng, đèn LED sáng tùy vào từng chương trình. Các bác xoay đến đâu thì cái điểm sáng nó sẽ chạy đến đó, và các bác có thể lựa chọn được cái chương trình mình mong muốn. Bảng điều khiển trên cái đèn LED này thì nó sẽ có, thứ nhất là có giặt nước nóng này, các bác nhìn này, giặt từ 20 độ, 30 độ, 40 độ, 60 độ đến 90 độ C. Có số vòng vắt như đây, 1 này, 2, 3, 4, 5, tức là các bác có thể vắt đi vắt lại đến 5 lần được, tùy mình lựa chọn. Và tốc độ vòng vắt đến 1.400 vòng trên phút. Với tốc độ 1.400 vòng trên phút thì trên thị trường chỉ có một số máy giặt cao cấp của LG, của Electrolux hoặc là Samsung thì có tốc độ vòng vắt này thôi. Vòng vắt càng cao thì các bác giặt quần áo cho vắt thì nó càng khô các bác nhé. Tức là các bác có thể giặt xong và cho vắt xong thì mình có thể sử dụng mặc ngay được. Đấy. Hiện tại thì thiết kế của Samsung thì con này không có cái cửa phụ, không có cái cửa ất guốc này. Ất guốc này là tính năng thêm quần áo trong khi giặt. Với những dòng mà thêm quần áo trong khi giặt thì đây, thêm quần áo tại cửa phụ, ấn để mở. Tức là đang giặt các bác quên đồ, các bác sót đồ và máy đang chạy rồi các bác không dùng được, các bác có thể mở nó ra, các bác lém thêm đồ vào. Thì những dòng này nó sẽ đắt hơn một chút, tính năng tương tự thôi. Con 90G54E0 này thì không có tính năng đó, tuy nhiên thì thiết kế bên trong cũng khá là giống nhau. Thiết kế lồng giặt kim cương, nó sẽ bảo vệ cho quần áo của các bác không bị sờn, sợi vải không bị sờn. Đấy, nó tránh trong quá trình mà giặt thì khi mà lồng giặt nó quay, áp lực nước bắn vào, nó tạo ra lực hút, lực đẩy thì khiến cho các sợi vải trôi theo cái lỗ trên lồng giặt, khiến cho nó bị sờn. Và cái thiết kế lồng giặt kim cương nó sẽ hạn chế những việc như vậy các bác nhé. Mã hàng này thì có thời gian bảo hành 2 tháng theo chính sách của Ecomart. Khi các bác mua hàng thì sẽ được giao hàng lắp đặt miễn phí tại nhà. Tức là khi mà các bác có vòi nước chờ sẵn rồi thì các bạn sẽ mang máy đến nhà lắp đặt cho các bác, hướng dẫn các bác dùng xong, sau đó thì mới thu tiền của các bác. Đấy, 7.890 cho một chiếc máy giặt 9 cân cửa ngang dòng Inverter, có rất nhiều tính năng vượt trội các bác nhé. Các bác có thể là liên hệ tìm kiếm Ecomart để có thể mua được chiếc sản phẩm này. Cảm ơn các bác.